Và nối tiếp chương trình trong phần thi của Bắc Giang là ca khúc Giữa Mạc Tư Khoa Nghe Câu Hò Nghệ Tĩnh, sáng tác Trần Hoàn qua phần thể hiện của anh Tô Văn Thủy. Vâng, xin được
cảm ơn anh Tô Văn Thủy với ca khúc Giữa Mạc Tư Khoa Nghe Câu Hò Nghệ Tĩnh. Và kết thúc ca khúc vừa rồi cũng là phần kết thúc dự thi của đoàn Bắc Giang.